đấy? Anh Lâm là đang ngoài, qua đây phải không? Đi qua thì anh. Không anh Lâm thì ai mà vào đây nữa? Mệt quá, to vào nhiều của tao làm sao nhỉ? Ok anh em ơi, thì bây giờ mình xin chào tất cả anh em một cái shop bán nick Liên Quân và Free Fire. Ở shop này là cái shop chính chủ của mình và tên là shop Chiến Vũ Chiến .vn. Mình sẽ để link shop dưới phần mô tả mình luôn. Và tất cả anh em bạn bè của Chiến đăng nhập vào cái shop này của mình ấy, thì sẽ được tặng 10k miễn phí anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào cái link trang chủ của shop này. Ok bạn ơi, đây chính là trang chủ của shop các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử xem có được ạc hay là được kim cương gì không các bạn nhé. Mình sẽ vào đây đập heo đất đi. Đúng không nhìn, thể lệ không nhìn các bạn nhá, 18k nhá, đập heo đất 18k nhá. Ok các bạn ơi, kết quả của mình là nhận được 9900 kim cương. Mua X1 nhận được 9900 kim cương và bây giờ mình sẽ rút kim cương các bạn nhé. Đó các bạn ơi, các bạn sẽ rút kim cương mà các bạn được tặng các bạn nhé. Của mình được 9900 kim cương các bạn ạ. Đó các bạn ơi, các bạn thấy uy tín thì các bạn qua đây mua của mình nhá. Ok. Xin chào mọi người, mình Ngọc Hoa đây. Chào mừng các bạn quay trở lại video của mình. Thì mấy hôm nay các bạn cũng biết rồi đấy, thì tình hình của mình với anh Chiến cũng không được ổn đấy. Cũng kiểu cái trang nó cứ chen lẫn vào chuyện tình cảm của mình ấy, thì bảo lần này kiểu hay cãi nhau lắm. Kiểu là hôm mình cũng đi khám rồi, anh Chiến cũng biết là cái chuyện đấy rồi, nhưng mà kiểu bây giờ cứ có cái trang vào chúng mình kiểu không được thoải mái. Thì lúc nãy mình cũng mới đi ăn sáng về, thì về xong mà nhìn phòng làm việc ấy thì thấy có trang đấy, ui giật mình chứ. Nó nằm ở đấy không biết là anh Chiến hay là ai cho nó vào, nó tự nhiên nó nằm ở đấy. Thì mình cho các bạn xem này. Đây, nó nằm ở đây này. Không biết nó lấy chăn lên cái gối của mình sang lúc nào luôn ấy. Trang ơi! Trang! Dậy đi! Tao đang ngủ. Trang của tao mày lấy làm gì? Em có làm việc tao, em để tao ngủ. Ai mang cái trang về nhà ở đây? Dậy đi! Tao vừa ngủ để tao ngủ cái mệt. Trang của tao mang ơi! Lấy trang của mày làm. Đưa để tao ngủ. Ai cho mày vào nhà? Tao tự vào nhưng ai cho vào? Mày giỏi nhờ, nhà này nhà của mày là mày thích đi ra đi vào cũng được ạ. Mà ai cho vào được của nhà tao? Mày quyền thì mày cứ moi nhờ để tao vào. Chắc của ta bỏ ra để tao ngủ. Mày cút ra ngoài đấy. Đúng một thằng kia. Súng bằng làm việc sẽ con trang làm gì kìa? Cái gì? Con trang làm gì dưới làm việc kìa? Còn lấy cái đó ra cho con gì đây? Anh đuổi nó xuống phải không? Con điểm sao đấy? Anh đuổi nó đi ngay em nhá. Anh đừng mất người vào đây ngủ thế. Dậy đi. Dậy. Dậy ra ngoài đi. Ôi. Gì đấy? Anh đuổi nó ra ngoài, qua đây phải không? Đi qua thì anh. Không anh lời thì ai mà vào đây nữa? Không ngủ có sao đâu. Có sao đâu, nó lấy đăng chiếu của em này anh chịu được. Đi qua nhìn anh cho bà, anh gọi anh ra. Không, ai cho vào việc của tao? Không phải anh Chiến cho vào được. Làm sao? Trang sao lại ngủ đấy? Thì em sẽ ngủ đâu thì em để em ngủ. Đấy, nó không có tiền, nó phải đi qua đây để em ngủ, cần thì nó làm gì? Tao ngủ phòng làm việc rồi, tao không ngủ phòng mày đâu. Nó không phải đâu ngủ, nó về lại đây. Thế mày lấy đăng chiếu của tao mày làm gì? Mày vào phòng tao làm gì? Thì tao mượn một lúc. Mượn một lúc đấy. Mượn một tí cho sao đâu mày? Mượn một tí anh cũng bênh nó à? Không phải bênh nhưng mà phải vừa phải thôi. Có mượn anh ăn chiếu cơ mà chửi nó bầm lên sáng sớm. Sáng sớm thì bên cả nhà đuổi đi. Chỉ có anh cho nó vào nhà thôi. Ai vào đâu? Anh Chiến cho mày vào nhà ở đâu? Tao tự vào, anh không vào đâu. Thấy chưa? Anh cho nó vào thì anh nhận đi. Đuổi nó đi ngay lên. Nó không biết rồi đấy. Vừa phải thôi. Tao bắt cho nó qua phòng mày ngủ luôn giờ đấy. Mày nói nhiều đâu. Em đố anh đấy. Thế à? Nó vừa mới ngủ được có tí, chắc cũng vừa ngủ có tí đúng không? Ngủ tí đi, anh đi ăn sáng về em thấy nó nằm tình lấy ở đấy rồi. Anh đấy mang nó về phòng anh mà nằm mà ôm nhau mà ngủ. Sao lại nằm đây? Sáng em không biết ngủ đâu thì em vào nhà ngủ. Sáng sớm em mới về đây chị. Vâng. Ai mở cửa em? Thì cửa không có đóng. Em thấy cửa mở mà. Thế chắc là tối hôm sáng đi chợ rồi. Nó ngủ đây thế thì. Em vừa ngủ đây, em vừa ngủ tầm được 3 phút. Thế mà vừa đó, có thế mà Thảo nó bắt mình dậy rồi. Bực mình đấy chị. Pháo ấy. Thôi cái bản mặt của em lúc nào em cũng phải lườm, khó chịu đấy nhở. Sao? Anh dẫn nó qua nhà ấy thì
không? Rồi anh lấy em trước mà nói lên nó làm gì không? Rồi em nghĩ thế nào cũng được. Em nghĩ cái gì cũng được. Nghĩ gì nó như thế rồi, còn nghĩ gì chứ. Em biết thương người không? Anh nhà này chỉ có anh cho nó vào thôi, chả ai cho nó vào cả nữa. Em không biết thương người à? Thương người thì đấy thì nói như nào. Anh không biết thương em, lấy giờ đối xử với em như nào? Thế bây giờ em ngủ điều hòa các kiểu, bây giờ nó nằm đôi con một lúc đưa được mấy một hơn một tiếng. Đấy là cái nó phải chịu thôi. Nó tự đi, nó tự làm gì, nó phải đi thế. Nếu mà nó ngoan thì ai đuổi nó đi không? Bây giờ nó có tiền, nó ngủ đâu, nó ngoài đường à? Em chịu, anh thấy thương nó thì mang về mà ngủ với anh ấy. Mang lên phòng anh mà ngủ, thế thôi. Làm gì phải có tình người một chút đi em ạ. Thương người một chút đi. Ngày xưa anh đánh đập em là cái gì? Bây giờ nó anh không nhớ anh ngày xưa làm gì với em ạ? Xin lỗi em rồi, em biết lỗi em rồi. Ra đi, ra mà chơi với nó đi. Mang nó về phòng anh mà ngủ, đừng ngoan về phòng em. Cái đẹp.